lên cục đá này luôn. Đi này, đi tiếp, đi tiếp. Bước tiếp. Đi qua. Chân. Đưa tay qua đây. Ồ, cục đá trong mọi con cá. Đi tiếp. Không có câu gì hết. Hết cá đâu. Cục to hơn nữa, ném xa hơn. Ném xa hơn, mạnh đấy. Nè, cục đây nè. Đứng lại, đứng đây. Không cần nữa. Đó bắt đầu. Không cần nữa. Bấm đó, đúng rồi, cần gì bấm, đúng rồi, cục to luôn, bấm, trời ơi, lấy cục to vô bờ kìa, ném đi, bấm, trời ơi, bấm, trời đất. Xí nữa đã, mày nghỉ xí mệt quá. Nghỉ ngơi một xí đã. Thở luyện, thở lượm đá liền ra cho con cá nó bơi vô đây. Thở lấy đá liền đi. Lượm đá sáng đi. Lượm đá đi. Cục đá này, mày đo nè. 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 Đẹp quá. Nước đẹp quá. Núi nữa. Ừ. Thiệt quá. Thỏ đang làm gì đó? Thỏ đang làm gì đó? Wow. Ok, tiếp tục, đi đi.
chỗ đó là có bùn, bùn đây nó mềm đó, đập mạnh lên cho bùn nhăn lên. Đúng rồi, đập mạnh lên. Cục đá, rồi đứng đi. Đúng vậy. Không có một cái cây nào hết. Đào vào. Kinh cái gì? Lần cái người anh ấy ba mẹ lấy cái dép cho con. Ba mẹ dép cho con. Dép của con ở đâu rồi? Dép của con đâu rồi? À, nó trôi hả? Nó trôi ngoài kia hả? Đúng rồi. Ủa sao nó dép nó trôi vậy? Thợ để đâu mà dép nó trôi? Miếng này kìa. Ồ, nó trôi sao ghê. Sao mà nó trôi vậy? Đã. Thợ để đâu? Đâu nè. Trời đất ơi, nó trôi làm sao mà lái trời. Phải kêu ông ngoại, phải điện thoại ông ngoại lên lái quá. Đi lấy dép đi mẹ. Đi đổ ra. Không sao đâu. Ô mà đây không nổi nữa. Ô. Này bác lại nha. Ê. Rồi mẹ bác quay này. Em ba lại nha. Con nhờ ba lái đi. Con kêu ba đi. Lái cái gì? Ok, rồi mày quay giúp ba hãy. Đọc đi. Rồi thở đi lại dậy không? Thở đi không? Hay là thở ở đây? Thở ở đây. Thở không đi à? Ba bằng đi. Ba bằng đi. Trời ơi, cái dép sa tích rồi kia. Thế là ba Vũ và Thỏ. Wow, chúc mừng Thỏ, Thỏ lấy dép được rồi. Ai lấy dép cho Thỏ đó? Thỏ. Ai giúp Thỏ? Thỏ lấy dép. Ai đi với Thỏ lấy dép? Ba đi cho Thỏ. Ừ, ba đi cho Thỏ à? Trời ơi, phá. Thật trùng ít, thật trùng thò. Nhảy đi. Thích không? Thỏ thích không? Thỏ đi qua bà bắt con cá đi.
Đi tới ba đi con, đi tới chỗ ba đi. Ba ơi cho thở với. Đi đi. Thôi có muốn sẽ ra ngoài bắt cá không? Được thôi, để ba mẹ về trước nghe. Ồ, trên đây có nhiều cá quá. Ok, ok, rồi, thấy rồi thỏ nghe. Thỏ. Bắt có. Thỏ, đây. Ăn. Ba thấy được thỏ này. Một con trâu. Ăn. Rồi, thỏ ơi, he he he. Qua đây. Thỏ, ba cho xem một con tôm này. Qua đây. Thỏ ơi. Qua đây. Nhanh. Thôi, đứng cái này được rồi. Rồi, nè. Một em tôm. Đó đó. Đế. Đó. Rồi, tối nay nhà mình còn canh tôm nha. Bắt thêm con nữa. Nè. Tôm đế. Nghe thấy kìa bánh chết. Ok. Bắt thêm con nữa. Bỏ đi. Đào cái hộp. Đó. Rồi, ok. Để cái hộp đây nghe. Rồi, ok. Đừng có để bàn chạy tầm bay nghe. Rồi, đi bắt tiếp đi. Đi, con tôm. Rồi. Để tôi coi con tôm nó còn không. Xin thông báo với cả nhà là con tôm nó bay mất dép rồi. Cali. Túi màu gì? Túi màu gì đây? Đây.